nhau, nhưng mà chị có nói là thôi, khi mà chị vẫn có cảm tình với thằng Thành, chị vẫn nói thôi kìa em ấy cũng có nỗi khổ của em ấy, thôi bỏ qua đi. Nhưng mà Lương Văn Bình trả lời với chị một câu như thế này: sao chị hay thương người quá vậy, chị cứ tính như vậy chị không làm ăn lớn được đâu, cái gì thù là thù, mình không giết nó cũng giết mình, thương trường cũng như chiến trường, là nó, em ấy dùng cái từ đó. Thì mình nghĩ ở trong cái này đâu có đến nỗi mà mình tiệt đường sống của người ta như vậy đâu, mình không có cái bản tính đó, xưa nay mình không có bản tính đó. Mình chỉ là trên cái drama này á, đây là lần đầu tiên tôi đưa cái người em mà tôi thân cận nhất, tôi phải dùng cái từ là cánh tay trái cánh tay phải, mà cái người này tôi dùng câu là rất nguy hiểm, tôi phải dùng một từ rất nguy hiểm, tại vì người ta là người thân của tôi, không thể nào mà mỗi lần nói chuyện mà tôi đi ghi âm, không phải như vậy, tại vì nó không quan trọng. Nhưng tôi hứa tôi sẽ tới tận nhà để tôi gặp người chồng và tôi nói chuyện rõ ràng, dù sao anh ta cũng cùng quê hương của tôi mà, chứ tôi không có muốn lôi mà đi lên cộng đồng mạng này. Ngày hôm qua nếu như tôi gọi thì tôi nói chị ta có kênh YouTube mà cứ lên nói chuyện đi, để phản biện cho cộng đồng mạng biết đi, để cho khán giả biết đi, rõ ràng không? Tại sao lại đưa cái người không phải là gì là bà này, chị hiểu mà chị cũng đâu có chữ, mà chị giờ đọc những cái tên này khó. Lương Bảo Anh là cái người thân cận bên gia đình của Sáu, là người tốt của gia đình của Sáu, nên chị không bao giờ chị đụng vô, chị không đụng vô, và chị không, mục đích của chị không phải là Lưu Bảo Anh. Chị biết mà, em ấy âm thầm đứng phía sau mà để mà giúp cho gia đình cho đến ngày hôm nay. Facebook của Lương Bảo Anh hôm qua mượn trang Lương Bảo Anh bài theo em, chị vào đó comment một lần. Không, chị biết đường like của chị là có Lưu Bảo Anh, Lương Lương Bảo Anh nghe. Chị không bao giờ chị lưu vô trong nick đó của Lương Bảo Bình, chị không bao giờ vô, và chị sẽ hứa không bao giờ chị nói chuyện riêng với Lương Văn Bình ở trên Facebook nữa, tại vì chị là người lớn, người thật việc thật, chị sẽ tới tận nhà để chị nói chuyện với Lương Văn Bình và chồng Lương Văn Bình. Tại vì nó có những cái mà chị nhịn nhục cả cả tầm mấy tháng nay rồi, chị không thể nào chị lên được, chị đã nói là chị cố cố nén rất là dữ, cố nhịn rất là dữ, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chị không nhịn được, cho nên ngày hôm qua chị vừa nói ra đó, chị nói tôi, khi tôi nói ra mọi người mới hiểu, chứ khi tôi không nói ra tôi để trong bụng tôi mọi người đâu có hiểu được cái nỗi oan ức của tôi, cái nỗi ức chế của tôi khi tôi bị tấn công, bên kia nói con mẹ này hay mang, bên họ nói con hai mẹ này hay mang, rồi người ta đứng vững chân đó đó đó, người ta nói là tại sao người ta bảo vệ rồi Hồng Phượng không lên tiếng để bảo vệ như thế nào, người ta thấy bức xúc vậy. Thì tôi nè, khi người ta biết cái sự việc cái clip của Thám Tử Cao đưa lên như vậy đó mà, tốt cho bên mình thôi, sao không lên giải thích mà để tôi bị tấn công dữ vậy? Bên kia chữ, bên nội chữ. Đó, cho nên mà nói với mọi người hôm nay mình chỉ like ít thôi, tại vì mình hồi chiều nay có cái tiệc sinh nhật, mình phải đi sinh nhật nên mình không 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 có nói nhiều. Vì mình chưa xúc phạm tới em lờ bờ à, bờ à. Cho nên mình không có cứ trên Facebook coi như thế nào hết mà để mình vô đó mình comment mình xin lỗi hết ý. Thật sự. Mình chưa bao giờ mà nói xúc phạm. Mục đích của mình là nói về Lương Văn Bình. Mình muốn lôi Lương Văn Bình. Nhưng mà ở đây nó ngộ cái là bây giờ nè. Không lẽ tôi nói thật ra trời. Tôi nó nằm vô trong cái dòng khung mà tôi không nói được. Khi tôi nói ra thì mọi người sẽ hiểu nhiều hơn, rõ ràng hơn. Mà nếu mà rõ ràng hơn thì lại mệt nữa. Cho nên tôi nó ở nằm trong cái dòng khung này nè. Có nghĩa là khi cái người kia nhắn tin là nói là đừng có nói bên này, là đừng có nói gì là bà A, vì đây là người thân của gia đình, đừng có nói người ta nữa. Rồi ok, khi tôi được biết đây là người nhà của gia đình thì tôi không đụng tới. Nhưng ngược lại mà khi đưa lên Facebook thì cái người này không dám lên tiếng với tôi mà để cái người khác để lên tiếng với tôi. Thì giờ biết sao, giống như
nó vô một cái lòng vàng này, nó không thể nào mà giải thích được. Nó vô một cái khung mà tôi nói là gọi là không có thể nào gỡ rối được. Tại vì ở đây tôi đâu có một cái nút thắt nào đâu. Cái nút thắt của tôi là trên đây nè, trên YouTube nè. Tôi nói trên cộng đồng mạng này nè. Thì bây giờ tôi xin lỗi trên cộng đồng mạng này nè, trên cái kênh YouTube của tôi, chứ tôi đâu có lên trên Facebook để tôi nói đâu. Ủa nhà Sari, ai tấn công ở bên mạng Facebook em? Ai tấn công? Tôi không tấn công. Vì Facebook chị cũng không vô, chưa vô Facebook của là em đó, em chị là chỉ biết Facebook của Lương Văn Bình. Sao chị không vô kia? Chị đang trả lời ở đây. Ngày hôm qua chị nói trên đường live này mà. Ngày hôm qua chị nói trên YouTube. Bây giờ nè, nếu như vậy á, cho chị hỏi cô Nam. Ngày hôm qua chị không xúc phạm tới em. Chị không hề xúc phạm tới em. Còn nói ngay nè, còn em muốn làm gì á, đừng bao giờ cho thời gian. Em muốn làm gì làm. Em muốn làm gia đình cũng được, không sao hết. Đến bây giờ đừng bao giờ hù dọa nữa em. Đưa cứ đưa. Muốn làm gì cho hả dạ mình cứ làm. Vì chị tin vào pháp luật. Ha. Cho nên chị giáo chị thấy cái này nó giống như được trước con Tết kia đó. Tôi đưa cái tin nhắn này của Hồng Phượng ra là Hồng Phượng sẽ ổn tờ. Sẽ như này nọ. Đưa đi. Và nó nhớ câu này. Ê. Bây giờ đó. Ảnh hưởng gia đình bà Sáu đâu, ảnh hưởng gia đình tôi đâu. Đúng không mọi người? Không mượn gia đình bà Sáu mà. Mình đã bảo vệ bà Sáu rồi mà. Thì tại sao mình vì một cái con như vậy mà mình lại đi làm tổn thương cái người mình đã giúp? Thì mọi người thấy cái đúng không? Còn cái con mẹ YouTube dơ này mà hơi nào mình quan tâm chi cũng mãi. Mục đích của mình là sao? Bảo vệ bạn mình, bảo vệ em mình, bảo vệ gia đình của cô Sáu. Thì hơi đâu mà cái con mẹ này, coi chừng con mẹ nó đi chẳng hạn á, nó kích mình để cho mình tấn công bên gia đình cô Sáu. Đúng không? Vậy thì thôi đi. Muốn làm gì cứ làm. Còn đồ hỏi tôi gì nữa? Còn muốn cái gì nữa? Mà sao tôi xin lỗi rồi còn đồ gì nữa? 48 tiếng để làm gì? Còn 8 tiếng để làm gì? Xô lên luôn đi. Thách luôn đó. Xô đi. Có gì xô đi. Hôm nay tôi nói thẳng này, xô đi. Đừng hiếp người quá đáng. Khi tôi đã hạ mình rồi nha, mà còn cố tình, cái này là cố tình để tấn công cô Sáu, lừa nước đục thả câu. Đưa đi. Cô Sáu có vô đường like của tôi này, nghe cô Sáu nghe này, tôi đã hạ mình, tôi xin lỗi rồi đúng không? Nhưng người ta vẫn cố tình là sao? Người ta đã có âm mưu hết rồi. Tôi phải dùng cái câu này để mượn tôi và để tấn công gia đình của Sáu. Yeah, chính xác. Chứ cái tôi đâu có sai gì đâu mà tự nhiên người ta vô người ta làm tôi như vậy. Rồi tôi cũng vì gia đình tôi xin lỗi. Rồi xin lỗi người ta cho tôi 48 lên đi làm gì tôi. Giết tôi à? Có giết tôi được không? Giết không? Tôi thách đó. Bữa nào tôi lên tiếng thách trong này tụi bay làm gì? Gia đình của Sáu làm đi. Ê tôi nói tụi bay này còn non và xanh lắm. Thách đó, làm đi. Trên đời này nè, tao chỉ tin vào pháp luật. Tao không tin vào những cái comment và những cái tờ giấy tụi bay đưa lên cộng đồng mạng. Tao méo tin. Đúng không mọi người? Mọi người thấy cái này có phải kiếm chuyện không? Khi bắt tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Thì không chịu. Làm sao? Thì ở đây là mọi người đã biết mục đích rồi đúng chưa? Tôi yêu thương gia đình. Tôi hạ mình, tôi xin lỗi. Thì giờ người ta không chịu xin lỗi. Ừ là người ta cho tôi 8 tiếng để làm gì? Giờ tôi thách luôn được không? Tôi thách luôn đó. Ê cuộc đời nó lạ nha. Mọi người thấy không? Hồi nãy giờ tôi nói chuyện rất là nhẹ nhàng đúng không? Đúng chưa? Tôi nhẹ nhàng. Nhưng người ta lại không chịu. Có phải là người ta muốn lấy tôi ra để tấn công gia đình của Sáu không? Làm đi cưng. Làm đi. Và tôi khẳng định một câu như thế này nè. Tôi nói luôn cho khán giả của mình yên tâm.
tôi thách hết á. Cho đến bây giờ tôi thách hết những ai cứ đưa hết những bằng chứng lên hại gia đình bà Sáu đi. Nói nghe nè, cũng như sống nó dồi qua thôi. Mà khi mình làm mà không được, cái đó mới mắc cỡ nè nghe. Cái đó mắc cỡ, thấy không? Thấy chưa? Mọi người thấy không? Cứ làm đi. Gia đình bà Sáu bà đâu lên tiếng đâu, bà vẫn trông tin vào pháp luật mà. Kể cả tôi cũng trông chờ vào pháp luật. Cho nên những ai cứ đưa gì đưa đi. Đó, mọi người đó rõ ràng chưa? Ở đây là có mục đích rõ chưa? Thấy chưa? Kêu tôi xin lỗi thì bây giờ không chịu. Rồi cho tôi 8 tiếng như vậy. Đây là có phải cái có không? Non xanh lắm. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Nhưng sao? Tôi muốn để như thế nào? Đúng. Cái người mà mình dùng cái từ cái người mà ác nhất là Lương Văn Bình. Nó đứng phía sau nó kích cho người này người nọ. Mọi người thấy nó viết chữ viết khai không? Người ta dùng cái từ là một con dao á, ở ngoài thì ngọt ngào lắm. Nhưng mà trong cái tâm á, tôi nói, nhưng mà tôi hiểu một cái như thế này nè, mọi người thông cảm. Quá nó. Không lẽ chịu thề. Tôi nó có một hoàn cảnh như mọi người như vậy nè, cho nên mọi người thông cảm cho em nha. Em có một cái như nè. Em một người phụ nữ mà sống với chồng á mà nó không được hạnh phúc. Cho nên tư tưởng nó không có, sống với chồng nó không được hạnh phúc. Mà lại mình không có quyền hạn gì hết. Rồi cái là chồng tôi thì trên danh nghĩa thôi nha, tôi nói mọi người thông cảm cho tôi để thương tôi nha. Trên danh nghĩa là tôi như vậy vậy đó, nhưng mà thật chắc là chồng tôi nó ôm gái nó cho nó nằm trước nhà tôi, nó nằm nó, tôi thấy luôn mà tôi không làm gì hết. Cho nên bây giờ thông cảm cho tôi, đầu óc tôi nó không có được minh mẫn, và đầu óc của tôi nó làm sao ta, phải dùng cái từ như thế nào, chúng mình như là tin là tâm bị tâm thần nhẹ đó, giống như tôi bây giờ vậy. Cho nên mọi người thông cảm cho tôi nha. Cho nên đừng có nói gì tôi rất là hiểu. Tôi biết tôi là ai mà. Cho nên đến thời điểm này mọi người cũng đã hiểu. Và hôm nay nha, mình cũng vô đây nè. Mình xưa giờ mình không bao giờ mình chặn Facebook của ai nha. Bình tĩnh rồi chị. Từ nay là mình sẽ không bao giờ mình chặn Facebook của ai nha. Và mình sẽ để cái Facebook này, đêm hôm gì cái comment hay nhắn tin như thế nào kệ, mình không quan tâm nữa. Tại sao không? Mục đích của mình bảo vệ gia đình, chứ không mình lên mình chửi bới hay là mình lên mình lôi người ta lên để mình kích người này người nọ. Sao mình cảm giác được nó vô bổ lắm nha. Thật, hôm qua nay tự nhiên tôi ngồi tôi cảm nhận được là nó rất là vô bổ. Nó rất là vô bổ. Khi mà tôi nói trên đường live nó không có dính líu gì luôn á. Cái mục đích của tôi là người khác, mà tự nhiên lại người khác vô để quất cho tôi lên, rồi biểu tôi lên trên cộng đồng mạng xin lỗi. Tôi thấy tôi ngại thiệt luôn á. Tại sao không? Miệng thì tôi ngại sao? Miệng tôi nói tôi giúp cho gia đình, mà tôi lại đem gia đình lên tôi tấn công, thì tôi mắc cỏ miệng ở chỗ đó đó. Em là ai mà em kêu tôi dừng lại Hana? Em không thích thì em ra em. Chị bỏ qua, chị không nói gì, nhưng mà người ta vẫn tấn công chị, em thấy không? Em thấy không? Chị thậm chí mà chị biết chị không sai không lỗi, nhưng mà chị nghĩ là chị trong đó chị có đọc hay là đọc cái tin nhắn là có tên đó, thì thôi chị xin lỗi. Là vì sao? Vì chị biết người này là bảo vệ gia đình, chị xin lỗi. Nhưng người ta không xin lỗi, người ta không chịu xin lỗi nè. Người ta nói là cho tôi là trong vòng 8 tiếng làm gì. Mà thậm chí cái ông ngày hôm qua ông Sạc Thành, tôi thấy ông đưa lên đường link, ông lên ông xin lỗi, ông quỳ ông xin lỗi luôn đó. Vì sao? Ông muốn cho gia đình bình yên. Không đâu Hai Năm Nguyễn, không có gì lớn chuyện, em đừng có lo cái chuyện này. Lớn chuyện gì vậy em? Chị chỉ tin vào pháp luật à, còn ba cái chuyện này là chuyện bình thường lắm. Không sao hết, đừng có lo bất cứ một gì. Cái chuyện chị cãi nhau trên cộng đồng mạng và có những người kia, nó không ảnh hưởng tới gia đình của Sáu đâu. Pháp luật là pháp luật. Cho nên mọi người đừng có sợ.
Chứ dù họ có đưa cái gì nữa cũng không ảnh hưởng gì gia đình cô Sáu hết á. Chứng cứ hay như thế nào cô Sáu cũng đã là giao cho pháp luật, cơ quan chức năng, tòa án người ta xử lý. Chứ còn tụi tôi chỉ là một kênh YouTube thôi mà, chúng đi lên đây nè, rồi đó rồi nói chuyện cho mọi người nghe, rồi cũng có những người vô công kích. Đó mọi người hiểu, đã thấy rồi đó. Rõ ràng từ đầu đến giờ tôi vô tôi đã nói, và kể cả cô đó vẫn vô cho tôi, và tôi đã xin lỗi. Và tự nhiên rồi tôi xin lỗi xong mà trả lời câu tôi cho chị 8 tiếng. Vậy thì mọi người giải thích cho tôi đi, từ cái 8 tiếng để làm gì? Cô phải lấy tôi ra là làm bằng căng, làm cái tấm bằng đạp để đạp ra gia đình cô Sáu không? Lấy cái cớ của tôi để đạp gia đình cô Sáu không? Ở đây tôi nói đúng mọi người, chính xác gì luôn á. Cái đây là uy hiếp gia đình người ta. Yêu cầu nếu như những ai đã cầm những cái tờ giấy mà có chữ ký của ông Vũ Linh mà xác nhận con nuôi như thế nào đưa ra đi. Mà cần gì đưa lên cộng đồng mạng làm gì, cộng đồng mạng đâu giải quyết được. Ê cầm vô đưa cho tòa án luôn kìa. Đem qua đưa cho con Hòn Long. Đây nè chị có nè, đem qua đưa đi. Rồi chị có những cái tờ này nè em, lợi ích cho em lắm á. Rồi đưa cho tòa án đi em, đưa cho luật sư đi em, đưa lên đi. Chứ trên cái cộng đồng mạng này cũng đâu có giải quyết được đâu, cũng đâu có qua được pháp luật đâu. Sao để lấy cái người khác vô ức hiếp gia đình? Nó nghe là chơi chứ không đẹp. Đúng rồi, chơi không đẹp. Ở đây mọi người thấy rõ ràng chưa? Để mọi người trách tôi tại sao không xin lỗi, đó tôi xin lỗi thì người ta không chấp nhận xin lỗi mà người ta nói là còn 8 tiếng nữa, 8 tiếng để làm gì? Không, tôi không cần. Facebook có đâu phải Facebook của cô ấy mà, tôi đâu có sai gì trên Facebook đâu, khi tôi nói chuyện trên YouTube mà. Kỳ vậy?